chúng ta lại gặp nhau rồi. Thế giờ mọi người ngần, tóc mái nó cứ gớt xong rồi bất cứ quá. Anh nhớ mọi người, chào bạn, chào Hà Phan, cổ cái nghiện, chào cô ca, chào Mát, chào Hà Minh, chào Xí, chào Miếu, chào Quốc, chào Kenny, chào tất cả mọi người đi. Chào Thomas nhờ. Nhớ họ, ta chưa họ. Tôi là chị công ty là chị bạn, chị bạn bye bye. Ô, nên là Miss Girl, thấy hào phóng rồi, chưa? Ô, biển đờ hai. Ô, mân dài ô lì đờ yô. Chờ cô đi. Mới ăn no cái bụng. Không phải trà sữa đâu. Trời đất ơi, kêu người ta kết bạn mà là như kết bạn với bạn á, đó là tự nguyện, bạn hiểu không? Chứ không phải là ép buộc như bạn. Bạn kêu mình kết bạn mà giống như bạn đòi nợ mình là sao bạn? Giờ này chắc gáp quá, chứ hát hết nổi à? Không phải, hát giờ là bị để ý lắm, bị dùm nó. Bài này hả? Người sẽ yêu em đến khi nào? Nị ai ủa, sự một sự hầu. Chào Su Ken. Không, em không hát em gái mưa đâu. Em hát nhạc hoa với rap thôi. Chào Hoàng Nam nhau. Chào vịt xem đi dạo. Rap nha. Để coi rap bài nào được ta. Mà Mon tôi mới học được một câu. Câu gì? Chào vịt trời. Sao hôm nay có vịt trời vịt xiêm vô xô quá nè. Câu gì đó? Em ngu luôn rồi đó. Chào bạn biết 15 nha. Hình như là nấu đúng không ta? Mọi người nghe gấp lớp nha. Rap lớp à, chứ không phải là rap. Chào các vạn like.
Chàng trai đã vung vài tiếng ngồi những người em yêu chỉ có một số một và là duy nhất gửi cho em biết cảm giác của yêu thương. Cờ mà tùy nhiều hướng nhưng tâm chỉ có một nơi. Cũng như quên em có nhiều lựa chọn nhưng nó chỉ hướng về anh thôi. Nếu người cũ anh từng quen lấp lánh hoàn hảo như mặt trời thì em chỉ xin được là mặt trăng em nằm xuân sáng cho anh ở một nơi xa vời. Nhiều khi cuộc sống anh rơi vào nơi tăm tối sẽ luôn có. Cuộc sống khi anh ngất lý người càng nhạt cả vô tình thì làm cho mình yêu quên cả lý trí qua bản thân. Còn người luôn cạnh bên quan tâm chăm sóc thì chẳng nhận được gì. Buông cũng không thể mà em giữ thì càng đau. Phần biết là ngôi là dài mà cứ cố chấp đắng đầu lắm sâu. Say trong cơn say biết bao nước mắt cho ai đây. Tim em lây hoay muốn nói ra hết nỗi lòng này. Đặt bút em sẽ viết nên lời nhạc. Một bài ra đơn giản là món quà dành cho anh. Viết gì đây sao tâm trí em cứ lên mang. Em vẽ ra những câu hỏi trong lòng. Những khoảng không mà từ khi quen nhau anh đã bỏ trống. Em chỉ muốn anh biết và hiểu một điều để tìm một người thực sự yêu thương mình. Phải chấp nhận tất cả không dễ đâu anh. Nhà đứa con mấy cái đồ ăn tóc vậy không? Của em gái hay là của mẹ? Mệt lắm luôn á ha. Thấy hát nha. Chào Tom nha. Cái gì vậy trời? Không tên.
này cái phòng này nó thật là magic. Sao cái gì cũng có thể xảy ra vậy. Thôi mà ai á, không biết luôn á. Ờ, ngồi ghế một của em không biết ai luôn á. Giận đi ra luôn à. Chắc đi ra đổi tên nào á. Xoái tôm quên rồi sao? Ủa nhớ xoái tôm viết hai mà. Ủa nhớ xoái tôm viết hai mà đúng không ta? Anh chân gà lên ghế xem nào, cho em xuống. Ngồi định vị một chỗ đi nha, tôi không có nhớ được đâu đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
的小脾气，还有女人香。谢谢记忆，五零八零是阿龙，然后呢，现在蓝雨八零，就是青菜和发哥两个人都是。白色的衬衫上，只爱那一幕，梦过美好景致的玫瑰香，脖颈上的护身衣，恋恋女人香，梦中的婚礼上，我懂了，青春的百合香，大概没用了。幸福瞬间的味道，恋恋女人香。啊，来呀，来呀，把歌曲放高了，也听了吗？傲娇，骄傲。你是我的，我的一人。手中帮你解渴，像夏天的可乐，像秋天的可可，大不解渴了是蓝白有空，一起约定过一起过下个周末，你的小小情绪对我来说太空看不到，我也不知为何家长还是要摸要摸帮他是压力个接着要问带偶尔一会儿thân khi thế nào để ai làm gì mà qua chửi vậy? Ta lời ngọt gió có hai
hẹn gì với người ta không nha, hẹn thì đi đi nha. Tiếp theo bài 0:00 có bài đó không? Có rồi, có bài đó không má? Mấy đứa tụi nhi đi ngủ đi mấy đứa. Quý nhất những kỷ niệm cùng em anh giữ như kỷ vật, anh vẫn luôn giữ cả ngày mưa tầm tả nhất. Thiệt chứ, hẹn người ta ra đánh nhau mà không ra là nhục lắm nha. Hẹn ai rồi thì đi đi. Chưa đâu cũng trọn vẹn, em vẫn chưa từng xem anh lại nơi trải lòng. Anh chờ đây vẫn vậy, vẫn chân thành còn em. Anh vụt về vẻ đời mình bằng màu xanh cho. Thì rồi, quý nhớ dành mong nè. Mình có giá gì luôn á hả? Anh vẫn chưa muốn quên đi những ngày tháng đó. Em là điều tuyệt nhất tạo mái đã bên trong. Vội vàng ngoài cô đơn chỉ có thể là em thôi. Đừng chờ điện đợi. Ủa em có nghe bài 12 giờ có là 0 giờ sao ta? Bão nắng về đi anh hứa sẽ không hờn. Chờ em. À 0 giờ 00 nè. Phạm Trần Phương. Khi ngôn từ trở nên bất lực, cảm xúc dâng trào, âm nhạc sẽ thể hiện tất cả. Cái giọng nghe đã vậy. À của chương trình Xuyên Mây Son đó hả? Em trốn trong Ủa con trai mà. Ôi mẹ ơi cái giọng. Xuyên qua tan cây đêm hơi lạnh về bao vây. Có tiếng thở dài của anh. Ủa tôi đâu có chỉnh âm gì đâu trời. Tôi có đâu. Nghe trai hàng hát Step of You. 아니, 그래도 뭐 하나 또 준비해 주셨다라고 들었어요. 아, 네. 에드 시런의 에드 시런의 불러보려고. 불러. 아, 지금 고추 튀김 cái giọng còn ảo và tiếng Anh không? Trời nghe thấy ghê lắm luôn á, với mọi người mà lắng nghe cái lời bài hát á, nghe còn ấn hơn. Sao vậy Đức? Bài khác rồi mà Đức. Mày chơi đàn bà quá, bắn tao không dám nói chuyện như hai người đàn ông mà. Làm sao tao với mày gặp nhau chém lộn được. Có cái gì thì ra ngoài giải quyết nè. Hẹn nhau ra Facebook hoặc là tin nhắn riêng của Thóc gì đó thì làm đi. Chứ đang show của mình mà bạn làm cái kiểu này thiệt chứ. Làm người ai làm thế. Follow my lead. I'm in love with the shape of you. Put your body like a magnet to. Put my heart and fall into. I'm in love with the shape. Last night you were in my room. Now my days just smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Bắn nó không bay nổi. Ủa ơi, mà cái đó làm sao được khác? Ủa thường một cái ạc là có một cái ID ghi mà đúng không? Có thì bắn được mà tại sao cái này bắn không được? Come on me my baby, come on. À, lóc nhịp lại cơ lông vô hả?
Hay nhỉ? Thánh không? Quan trọng là nó vào nó chửi chứ nó không có. Khi Ngôn Từ trở nên bất lực. I'm in love with the stay for you. Push and pull like a magnet. Fake là phải xài freedom. Freedom là gì? Chào Hà Minh nha. I'm in love falling to. I'm in love. Cái bài gì mà I love you, I need you, I want you, you want her, you need her, and I never be her. I love you, I hate you. Nghe nhạc, nghe nhạc. Feeling used, but I'm still missing you, and I can't see the end of this. Just wanna feel your kiss against my lips, and now all this time is passing by, but I still can't seem to tell you why. It hurts me every time I see you, realize how much I need you. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want you, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. Mon nha. I miss you when I can't sleep. Nhem thèm nhau hả? Right after coffee, right when I can't eat. I miss you in my front seat. Mọi người không, đặc biệt là anh Thomas với bao đất nè. Nói chuyện gì á thì nói chuyện cho tôi hiểu đi trời. Nhem thèm nhau hả là cái gì anh? I get you. Like that shit, I put this real out. You wouldn't bite that shit. That type of text, but then I never mind that shit. I got these feelings, but you never mind that shit. Oh, oh, keep it on the low. You're still in love with me, but your friends don't know. If you wanted me, just say so. Nhem thèm nhau là gì anh? I would never let me go. À quên nhắc mới nhớ. I just miss you on my arm. Waiting bells were just alarms. Thôi nói thiệt á, anh không cần tặng đâu. Em không cần quà cáp gì chỗ anh hết trơn á. Nói thiệt là anh vô, anh ngồi ghế. Em thấy anh ngồi trên ghế là em vui lắm mà. Thiệt thề luôn Seven. All alone, I watch you watch her. Like she's the only girl you've ever seen. Ai có một cái bài trong phim Harley Quinn á. Bài gì quên rồi. Có ai nhớ không? You don't give a damn about me. Giờ tặng cái món không chịu. Không, anh không cần tặng đâu. Anh chỉ cần ngồi và nhìn em thôi. Ok, ok. Ngồi nhìn em và tết chát. Queen. À, chữ hát lây như sao? I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't. Tặng 10 cái được. Thôi tặng 5 cái, 3 cái, tặng con cái, anh bắt em cảm ơn hoài. Yêu thương gì nhau mà kỳ vậy? Trời ơi, tôi bấm chữ hát lây Queen sai tùm lum. Đây, 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 đây. Nói vô khô cổ họng lên được một cây nữa. Cảm ơn Thomas. Thank you, thank you. You know. Please don't make yourself in my friend, I'm
là bài hát hả? Là bài hát hả? Chào sếp Vân nha. Wait for them to ask you who you know. Trendy. Wow, he loves. Cái bài này nó cái khúc nào đó? Hình như cái khúc bay máy bay. Gớt gớt từ máy bay xuống. Này không? Này à? Này à? Chờ xíu nha mọi người. Ok, thắng rồi. No. Wait for them to ask you who you know. Really, really. Really, really. Come on, Thomas. What's love của Hồ Ngọc à hả? Hay là nhạc nước ngoài? What is love? Phải không? Bài này là huyền thoại. Don't hurt me no more. Thôi vậy khỏi bắt bài này luôn ha. Mình bắt cho rồi mà bạn nói chuyện kìa. Má, gọi thêm vào mới có á. Lee Michael mà má. Ok. Vậy khỏi nghe nữa. Làm ơn nói chuyện cho đàng hoàng một tí đi nha. Chuyện trai nói chuyện kỳ cục. Người cà phê anh sao đáng lạ thương. Sáng hôm nay nỗi lòng anh nghe như rối bời. Em khỏe không? Anh vẫn vậy.
nơi đây thương nhớ bực chứ không buồn. Những gì ta có mong anh như cánh hoa hồng dài. Anh sẽ đổi tất cả để giữ em ở lại. Đức ơi, ở trên nữa cơ Đức. Đừng đi. Trong veo như màu mây, em thấy là đôi mắt thấp thoáng đâu đó những buồn vui nơi ấy. Em giờ xa. Anh Hoàng đi ngủ đi kìa anh Hoàng ơi. Anh Hoàng là chân gà đúng không? Em giờ xa. Ủa thường thường làm ở công ty là làm tới mấy giờ ta? Anh pháp một mình cùng ly cà phê mỗi sáng. Ủa sao anh viết vật? Anh viết tiếng nó được. Ủa sao vậy? Điều giản đơn như loài hoa sao trong nhẹ nhớ thương đợi vài phút đẹp cũng đến. Ông vũ môn hôm nay buồn em hạnh thân. Anh đã đánh rơi yên bình trong mắt em. Sao biết vậy? Anh đã phải quên những gì anh nghĩ. Gơi, gơi vậy? Em sẽ lại về không trời kia nắng lên. Phải mơ mang cho em yêu phương. Đôi muốn phải thấy nụ cười còn buồn. Ngày trôi qua nơi anh nghe mang. À bạn nghĩ nó thân chào kiểu kiểu vậy á. Ghê trời biết luôn. Hay là Google dịch danh. Em tưởng anh chửi em. Google dịch. Hai kem đem hai số nữa đi. Đêm 2 là 22 đó đúng không? 22 đúng không? Em không giữ lại được không gì đâu. Chỉ riêng anh biết anh đang dối lòng mình. Anh đã ngờ đã đâu. Tối nghe cái bài này phê. Hai cộng 2 mới 4 anh ơi. 2 trước thêm 2 ở sau nữa là 22. Hoặc là 2 sau thêm 2 ở trước cũng là 22 à. Cái chữ thêm với từ cộng thì mặc dù nó không khác nhiều nhưng mà không biết giải thích làm sao. Mà 2 thêm 2 là 22 đó anh. 2 cộng 2 mới là 4 anh ạ. Chứ cái ngôn ngữ còn bay sao biết. Em tưởng nên học thêm chứ. Anh Hoàng nói tiếng Trung với em không anh Hoàng? Ghê, ghê. Trong room này nghĩ nghĩ nói tiếng Việt hết rồi. Thật ra em nơi bật im lặng này em. Phải chăng như thế là bước ngoặt anh cố nép mặt vào những mệt mỏi để tìm lại anh thôi chứ mưa anh đã nhìn thấu tim em. Sớm muộn sẽ thay đổi là tại câu mơ đó chỉ ghé qua duy nhất một lần rồi đi mãi anh cứ vậy hoài. Bộ muốn qua thiên là cái gì trời? Sợ này là sai. Phải nói là hai thêm số hai sau lưng chứ nhỉ? Trước người đó sẽ thua nhưng anh chấp nhận. Bởi nỗi buồn trong mắt tiền mưa. Em biết mà. Muốn cùng em cả từng nhịp thở như mọi tình cảm. Thật hả? Dù sao anh cũng có bằng tiếng Trung Trung cấp chứ bộ. Thì có anh học trung tâm hay là anh học ở đâu? Trong những câu tờ anh viết sống cùng em. Trước giờ Mon không có làm FS. Và Mon cũng không có khái niệm làm FS. Nên xin lỗi nha. Em đừng là gió để anh khỏi trong chân. Anh còn luôn là nơi để em chạy lòng mình. Đừng là dột sầu để mấy em gồng gánh. Em đừng là hy vọng để rồi quá mong manh. Anh xin em dù mưa ở lại. Anh xin em. Đạt là du học sinh ở Trung Quốc ấy môn. Ở Đài hay là Bắc Kinh hay là ở đâu anh? Rằng ta nợ nhau lời xin lỗi. Em không hiểu ở chỗ em học là chỗ em học là tính theo khóa nè. Sợ thay đổi chưa bao giờ là thích hợp với con người á. Chưa bao giờ là thích hợp với con người á. Giọng dễ thương. Cảm ơn bạn nha. Học hư không là không. Để khi nào đứa nào chửi em còn biết. Ờ dạy em vài câu chửi tiếng Trung đi.
em trong lớp họ không có được dạy chữa bệnh. Vừa chửi bậy, là sai rồi hả? Không, không sao đâu. Chửi bằng tiếng nước ngoài ở đây cũng đâu ai hiểu đâu. Thao nì mơ. Em có muốn ngày nào đó mình ra khơi, anh sẽ đem những yêu thương mà đóng thuyền, và tất cả những người mình xa xôi. Ma ma là mẹ phải không? Ma mẹ không? Mình sẽ ra khơi trên một cánh vùng đỏ thắm. Cuộc đời là đại dương, hai đứa mình thì nhỏ lắm. Tâm tư như gió cho lòng mình mềm mại căng. Không, cái này là do Mon bị ghiền bài này rồi. Mon bắt nghe cái khúc hát nghe hay quá. Mặt trời kiểu gì cũng sẽ ló thôi. Cơn mưa sẽ khiến cây khô ló rồi. Và sớm mai thức dậy mình vẫn có đôi. Em ơi đừng có buồn khi phải yêu xa. Mình có nhiều nỗi nhớ. Thao này là thao yên giảng sẵn hay truy? Giấu á. Yên giảng sẵn hay truy? Không ai mắc lại đỏ hoang. Em không mơ những thứ cao xa rực không sáng màu. Sau lưng anh em thấy trong em mình yên tay. Âm mộc yên chính mình có những đêm thế nhớ nhau. Em chỉ muốn được đến bên anh vào một ngày đẹp trời mình ra khơi, nâng cánh gồm lên xuôi dòng dù mặt trời đầy mưa rơi. Nắng ấm và chiều đi học tiếng Hoa đi, đức nghe chữ con hiểu lắm. Tâm tư mình cùng hòa với nhau, ai nói ta dài khờ thao nỉ mà ta cứ đi cùng nhau. Anh sẽ không làm tình yêu răng cá được, vì quá tin vào may rủi không thể nào mà khá được. Em đã bao giờ nghĩ rằng mỗi đêm có một ông đây, và nếu anh là như vậy không tình là anh hôm nay. Tiếng Nhật lúc trước em cũng có học nè. Chào cô dô. Trước em cũng có học tiếng Nhật nè. Hay sẽ cho đâu đó những ngọn nguồn bếp lâu. Vầng mặt trời màu xanh và máu anh màu đỏ. Thế giới này lớn còn cơn mưa thì nhỏ. Sống một cuộc đời không cần thiết phải mê man. Cái tình yêu còn lại hết cuộc đời sẽ tan nên anh cần em trong cuộc đời này đâu. Như là cần không khí ở quanh đây. Thở giữa nước nữa. Nên anh cần em trong cuộc đời này. Những ngọn đồi từ mưa đổ xanh cây. Làm thở giữa ấm nước mà được quay phim luôn. Nên anh cần em trong cuộc đời này. Bởi là thở giữa ấm nước cũng vừa lương cao mà vừa nổi tiếng nữa ha. Ghê. Đúng là nước của nào có khác. Muốn nổi tiếng dễ, do làm thợ sửa ống nước là nổi tiếng. Thành Tạ nó đang học Tạ Thị Tấn gì đó hả? Anh biết mà, Tạ nó ước mơ luôn rồi. Ai nói ta dài khờ? Ai nói ta dài khờ? Hentai quá. Và ai nói ta dài khờ? Ta cứ đi cùng nhau. Tiger giờ mới chịu vào hả? Mới từ Nhật về. Khoe với em Tiger, khoe với em là mới từ bên Nhật về. Ta đi du lịch gì không biết nữa, hay đi làm thợ sửa ống nước. Anh Hoàng là chuyên xem hành tái. Thật bất ngờ. Cảm ơn Bron. Em đang thấy trong tâm tình yêu thật đau sâu. Ôi, vô ngồi nói chuyện tí, 46 phút rồi kìa. Nhanh ghê. Em không biết hả Bron? Ôi, ghê, anh Hoàng ghê quá. Ghê quá. Nói chứ, ông Bao Đức ổng cũng gành lắm nè. Em vẽ cái hình của tên gì ta? Yoshino gì đó. Ổng biết á. Cái đó thuộc thể loại gì? Anime yaoi hả? Yaoi hay là gì? Yaoi hay là manhwa?
rất ghê lắm. Không, nói thiệt, tại em thấy người ta cosplay nhỏ đó dễ thương quá nên em kiếm nó em dễ thôi, chứ em chưa coi phim đó. Mà nói nghe nói phim đó cũng hentai. Thể loại Yoshino đúng không? Tay Alive. Gọi là harem à? Tránh xa đứt ca Tiger nhỉ? Ê chi là nhẹ hơn đúng không? Chúng ta đã đi xa quá xa rồi. Chúng ta đã đi lạc vào một con đường người ta gọi là đen tối. Sao nó bị nghẹt ống nút vậy trời? Hết thúc được rồi. Ai mở chủ đề này? Không biết. Con đường xa trái. Ừ. Con đường quá là đen tối rồi. Không, nhưng chúng ta đều trên 18 cộng, thể loại 16 cộng đó chúng ta. Trời, được không sao? Nhẹ không sao? Tôi biết thế nào tôi nói ống hút tôi bị nghẹt là cũng có người kinh sửa ống hút. Dễ sợ vậy chứ. Quá trời, canh me từng giây từng phút. Còn thức luôn á hả? Cảm ơn Thành nha. Ôi, vừa thấy hiệu ứng quả bí kia. Ồ, dễ thương. Cute. Thưa mấy cô, mấy chú, con mới 10 cộng mà. Vậy con đi ra đi con. Con đi ngủ đi con nít con no gì đâu mà. Thức khuya hả? Đổi luôn, phải đổi chứ. Con nít là không có được cho vô mấy cái buổi thảo luận của người lớn, hiểu không? Mấy cái buổi nói chuyện bàn tán rồi những việc tâm sự tuổi đôi mươi. Bố em hút rất nhiều thuốc. Dạ, mẹ vâng, khóc Oscar. Mắc lê nhòa. Bố anh thì đi lại còn mẹ anh gọi điện thoại đến từng nhà. Nhiều ngày rồi mình không về, không liên lạc được gì cả. Chỉ vòn vẹn lời mảnh giấy. Đừng lo đêm nay con đi mình chơi xa rồi. Em ơi đi trốn với anh. Mình đi đến nơi có biển bạc núi xanh. Chạy con xe anh chở em trong trành. Mình không bao giờ nhớ sơ mân nữa. Chừng nào đủ 18 mới cho vô nói chuyện. Giờ nào mà khi anh đang trong ca trực. Chúng ta nói chuyện thì chúng không được có làm ảnh hưởng đến tâm trí của trẻ nhỏ. Muốn con đường xa làm anh thấy rào rực, muốn đưa em đi trốn đến tận cùng trái đất. Anh chẳng cần biết là ngày nắng đẹp rạng ngời. Ấy hỏi bảo tình, hỏi bảo được đi. Ngày mình đi với nhau ấy là ngày đẹp trời. Hỏi lại đủ 18 tuổi chưa? Đi đến tận cùng, tận cùng cho mây vượt núi cao hay biển sâu. Biết mây là yêu cho vừa, xin mây thời gian cho vừa. Chưa đủ 18 tuổi thì đi ngủ đi. Con 10 tuổi nữa hả con? Vâng. Đi ngủ luôn đi con. Con 17 tuổi rồi. Đi ngủ hết cho chị. Chết. Từ nét ba má chết. Sống đời vẻ vang, từ lên voi xuống chó, danh vọng hoặc vẻ bàn. Chị muốn yên tả với nhau qua ngày tháng. Hè suối cầu nước mát, lửa hồng khi đông sang. Nhưng ta càng lớn càng không có sức phòng thủ. Đời cứu số ta, kể cả trở trong phòng ngủ. Ông lo theo về chúng ta đã khóa ba lần cửa. Cho phép ở lại nghe chị Mon hát. Em ơi đi trốn với nhau. Chị Mon nghỉ hát rồi, giờ này là chị Mon nói bậy rồi. Cho bụi cùng vai gầy, để cơm kẻ áo kẻ no đúng vai này. Sau lưng là bụi trước mặt đường thức. Giờ này chị Mon nói bậy quá, không để cho em ở đây được. Ai mất nồng la la. Ta hát cho ta vài lời xót xa để trao đi ngàn ngày tàn tháng qua biết đâu đường xa. Ta hát cho chàng
Chưa có Giáng sinh à? Mấy tháng nữa tới Giáng sinh? Bây giờ là tháng mấy? Tháng 11 phải không ta? Bây giờ tháng 11 rồi đúng không ta? Ủa gần rồi. Gần rồi mà chưa có hiệu ứng quà Giáng sinh nữa. Bốn phút nữa. Trời em xôi giờ này em còn ngán mấy idol xa xôi rồi trời.
Cảm ơn dân gà. Thứ sao của hả? Hermie Mill à? Còn 3 phút nữa. Merry Christmas, I give you my heart. Merry Christmas của Joyce Chu. Merry Christmas, I give you my heart. The very next day was I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Nãy giờ tặng kèo được hiệu ứng rồi. Ra nhận tiền các xe về đâu. Ai có hai free giùm em nha. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu cảnh hai nha các bạn. Các bạn về sớm đi. Diễn rất là tốt, hôm nay làm vậy là rất là tốt rồi. Mọi người cố gắng phát huy nha. Tiger diễn như vậy là không tốt. Tiger hôm nay diễn rất là tệ. Còn một phút nữa nói với còn một phút nữa hết show rồi. Hết show cười. Diễn tệ các luôn. Đúng rồi. Có thưởng có phạt đúng không? Bị luôn bị chê. Người ta diễn là phải thật. Cái này lên nụ hôn rồi chín chín hôn. Kiểu này là đâu có được. Hôm là phải thật. Phải biết là diễn nhưng không diễn. Em có biết điều đó không Tiger? Em phải biết diễn nhưng không diễn em đúng không? Diễn như vậy mới thật, em có biết không? Diễn như vậy mà em làm sao mà em diễn như vậy nữa là tôi đuổi việc em nghe chưa?